chú ý nhé, đây không phải là zombie, mà đây là một đám quái vật ngoài hành tinh hung hãn, chúng có tên là White Spice. Vào năm 2048 sau công nguyên, White Spice tấn công vào trái đất. Chúng xem con người là thức ăn, tốc độ của chúng nhanh nhẹn. Chúng có năng lực chiến đấu mạnh mẽ, con người vốn không phải là đối thủ của chúng. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi mà trái đất đã sắp thất thủ. Con người đã bị ăn đến mức chỉ còn lại 500.000 người. Việc cấp bách bây giờ là phải tìm ra cách sống sót. Có người đã phát minh ra cỗ máy thời gian. Hiển nhiên đây chính là ngọn cỏ cứu mạng của loài người. Thời gian quay về Giáng sinh năm 2022. Con người đang theo dõi trận chung kết World Cup. Một cầu thủ Brazil đang tăng tốc chạy về phía trước. Nhưng đột nhiên lúc này trên sân bóng lại xuất hiện một lỗ hổng thời gian. Có những binh sĩ mang vũ khí nhảy ra ngoài. Tất cả những cầu thủ, khán giả có mặt ở đó và tất cả khán giả trước màn hình nhỏ đều ngơ ngác. Người dẫn đầu là Diablo thông báo với mọi người một chuyện quan trọng. Chúng tôi đến từ năm 2050. Ở đó đang phải đấu tranh với người ngoài hành tinh. Và chúng tôi sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Nếu như bây giờ mọi người không giúp đỡ, thì chỉ trong vòng 11 tháng, loài người sẽ biến mất khỏi trái đất này. Mọi người là hy vọng cuối cùng của chúng tôi. Tiếp đó, chính phủ các nước dựa vào đoạn hội thoại này. Họ bắt đầu ra sức chế tạo cỗ máy thời gian, để đưa binh sĩ đến thế giới tương lai chiến đấu với White Spice. Nhưng do cuộc chiến này rất quyết liệt, nên chỉ dựa vào số binh sĩ sẵn có là không đủ. Vì thế các nước bắt đầu gọi dân thường nhập ngũ. Nhưng dù họ có làm như thế, cục diện chiến tranh trong tương lai vẫn không được thay đổi. Tình thế bi quan bắt đầu được châm ngòi, các cuộc biểu tình phản đối ngày càng lớn. Khắp nơi đều xuất hiện tình trạng bạo động và kháng nghị. Ở một bên khác, nam chính của chúng ta, Gian, là một binh sĩ xuất ngũ và cũng là một giáo viên trung học. Hôm đó anh đang lên lớp dạy học sinh, thì đột nhiên nhận được một tin nhắn gọi nhập ngũ. Anh đến nơi tập trung, nhân viên công tác giúp anh làm một thử nghiệm, đặt cánh tay anh vào trong một cỗ máy. Sau khi kiểm tra xong, nhân viên xác nhận anh đủ điều kiện nhập ngũ. Gian còn chưa kịp phản ứng lại thì đã cảm nhận được một cơn đau lên đến tận óc. Trên cánh tay anh cũng được lắp đặt một vòng tay sắt. Nhân viên công tác nói với anh rằng, đây là thiết bị vận chuyển xuyên thời không. Sau khi họ hoàn thành xong trận chiến thì mới có thể tháo ra. Cho dù anh ở đâu thì chúng tôi cũng có thể tìm được anh thông qua nó. Ý nghĩa của câu nói đó chính là, anh đừng hòng bỏ trốn. Sau khi về nhà, vợ anh đề nghị cả nhà cùng nhau bỏ trốn. Bởi vì cô ấy biết rằng trận chiến lần này cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Gian hiểu rằng một khi anh bỏ trốn thì cả nhà đều sẽ bị liên lụy. Vì thế anh vẫn quyết định sẽ tham gia chiến đấu. Sau đó anh tạm biệt con gái để đến nơi tập trung. Diablo nói với mọi người rằng chiến dịch lần này sẽ diễn ra trong 7 ngày. Sau khi hoàn thành thì vòng tay sẽ tự động đưa mọi người trở về. Đáng lẽ Gian và đồng đội sẽ có một tuần để tập huấn. Nhưng do xảy ra tình huống đặc biệt, nên tối hôm đó, họ đã bị đuổi lên cỗ máy thời gian. Sau một luồng điện chớp nháy thì trên đầu họ đã xuất hiện một lỗ hổng thời gian. Đoàn người lần lượt bị hút vào lỗ hổng đó. Nhưng ngay lúc này, nhân viên phòng điều khiển phát hiện ra số liệu bị nhầm lẫn. Lẽ ra nhóm của Gian sẽ được đưa đến một bãi biển ở Miami. Nhưng họ lại vô tình bị đưa đến khu vực nguy hiểm. Cả đoàn người rơi xuống như mưa, có rất nhiều người rơi xuống đất bỏ mạng. Gian may mắn rơi trúng một hồ nước. Hiện trường bấy giờ đầy tiếng gào khóc. Họ còn chưa thấy mặt quái vật thì nhân lực đã ra đi hết một nửa. Những người may mắn sống sót đi xung quanh kiểm tra. Trong lòng họ lại càng lạnh lẽo hơn. Bầu trời xung quanh đỏ như máu, nhìn giống địa ngục trần gian. Lúc này, một nữ chỉ huy liên hệ với mọi người. Cô lệnh cho họ đến phòng thí nghiệm để tìm kiếm các nhà khoa học. Vì Gian từng làm binh sĩ trong quân đội nên có nhiều kinh nghiệm, vì thế anh nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội quân. Gian đưa đội quân bắt đầu hành động. Họ xuyên qua một con đường hoang nát rồi thuận lợi đến được phòng thí nghiệm. Mà các nhà khoa học đã sớm bỏ mạng, họ bị lóc ra rồi treo trên không. Đây chính là phong cách của chiến sĩ thiết huyết. Nếu đã như vậy, nữ chỉ huy lệnh cho họ mang theo thành quả thực nghiệm của các nhà khoa học, rồi mau chóng rời khỏi đó. Quái vật có thể tiến đánh bọn họ bất cứ lúc nào. Đám người mang theo thuốc đi xuống bằng cầu thang bộ. Trong lúc này, trên đầu họ đột nhiên xuất hiện động tĩnh. Gian dùng đèn pin chiếu sáng. Quả nhiên là quái vật White Spice, một người đồng đội của Gian vừa lên tiếng, thì giây tiếp theo đã bị quái vật bắn tên bỏ mạng. Đoàn người bắt đầu nổ súng nhưng quái vật lại không hề sợ hãi. Một con trong số đó còn nhảy xuống dưới quấn lấy eo của một thành viên nữ rồi quăng cô xuống dưới lầu. Đoàn người vừa đánh vừa chạy, quái vật lại điên cuồng đuổi theo phía sau. Bọn chúng có trí thông minh cực cao, chúng còn biết dùng lưng để ngăn đạn. Đoàn người dốc hết sức để trốn thoát thành công, nhưng thành viên chặn cửa lại không được may mắn như vậy. Anh bị quái vật đụng bay ra ngoài. Một tên quái vật trở nên điên cuồng, Gian nhanh chóng nổ súng. Anh chuyển từ súng ống sang súng ngắn rồi lại chuyển sang dùng rìu, nhưng anh lại không đánh trúng. Khi anh rút rìu lên lại móc vào đầu của quái vật nhưng chả ăn thua. May mà lúc này đồng đội của anh kịp thời đuổi đến nơi. Cậu ấy bắn 2 phát vào đầu quái vật mới có thể hạ gục được nó. Đoàn người thoát ra khỏi tòa nhà thí nghiệm. Đám quái vật lại đuổi sát ở đằng sau. Đột nhiên trước mặt họ xuất hiện một chiếc xe bọc thép. Đoàn người chỉ vừa cất tiếng hoan hô thì một giây sau đó, đoàn người chỉ đành phải tiếp tục nổ súng đón địch. Nhưng đám White Spies này quả thật quá thông minh. Chúng không những vừa có tổ chức vừa có kỷ luật mà chúng còn biết bao vây trước sau. Người nào bị đinh bắn của nó ghim chúng thì chỉ có một kết cục mà thôi. Lúc này, vài chiếc máy bay chiến đấu bắt đầu thả bom vào khu vực này. Gian nhanh chóng rút quân khỏi đây. Trong quá trình rút lui có một thành viên rơi xuống đường hầm bên dưới. Gian đưa người xuống dưới ứng cứu. Kết quả là lại có thêm một nữ đội viên bị thương do trúng tên. Hai người quyết tâm ở lại để yểm hộ. Cô đẩy Gian đi, sau đó xoay người lại tiếp tục nổ súng. Cũng trong lúc này, máy bay chiến đấu lại bắt đầu giải đạn. Gian tỉnh lại sau cơn hôn mê. Anh gặp được nữ chỉ huy kia. Sau một hồi nói chuyện mới biết nữ chỉ huy này chính là con gái của anh, Mary. Gian kích động muốn ôm con gái vào lòng nhưng lại bị cô từ chối. Anh cảm thấy nghi ngờ nhưng vẫn rất tự hào về những thành tựu mà con gái đạt được. Giờ cô không chỉ là một thượng tá mà còn là tiến sĩ của Học viện Công nghệ Massachusetts. Tiếp đó, Gian lại tham gia vào một lần hành động cùng con gái anh. Nhiệm vụ của họ là bắt sống một con White Spice để nghiên cứu ra độc tố có thể tiêu diệt quái vật. Một nhóm người trên trực thăng bay đến xào huyệt của quái vật. Bên trong xào huyệt của chúng bây giờ, đang có một nhóm binh sĩ cố gắng kéo một con quái vật giống được ra bên ngoài. Nhưng đột nhiên quái vật lại tự nhảy ra ngoài, bắt đầu tập kích điên cuồng. Tình huống nguy cấp, Muri nhanh chóng xuống dưới chi viện. Cô cũng rất có bản lĩnh, vì nhìn đã biết vấn đề nằm ở đâu. Do nó có một cái xúc tu còn hoạt động nên mới lộng hành như vậy. Vì thế Muri dùng súng bắn bị thương xúc tu của quái vật. Cô đem bản thân ra làm mồi nhử rồi bị đụng bay ra ngoài. Sau đó Muri lệnh cho cấp dưới kéo quái vật đi nhưng họ lại không kéo nổi, khiến Muri lâm vào cảnh nguy hiểm. Ở bên ngoài xào huyệt, một đám quái vật đang xông qua đây. Gian xả súng bắn nhèo một con. Sau đó anh cũng tiến vào bên trong xào huyệt. Anh nắm chặt xúc tu của quái vật. Quái vật muốn bắn anh, nhưng Gian đã kịp kéo xúc tu sang một bên để nó tự bắn vào cổ mình. Sau đó hai bố con cùng nhau hợp sức đẩy quái vật vào trong lồng. Trực thăng cất cánh kéo theo chiếc lồng bay lên trời. Lúc này một đám quái vật bay từ trên núi xuống muốn bám vào trực thăng. Ở một vách núi khác, quái vật đang xông xuống ngày càng nhiều hơn. Hai bố con Gian nhanh chóng bỏ chạy. Một chiếc trực thăng trên đầu bị bám đầy quái vật đang loạng choạng sắp rơi. May mà hai người đã lên được xe quân sự. Gian phụ trách lái xe còn Mary phụ trách nổ súng. Cô nổ súng lấy mạng từng con một. Hai người lái xe đến một bãi biển an toàn. Mary đã nói thật lý do vì sao cô lại lạnh lùng với Gian như vậy. Cô nói sau khi Gian từ tương lai quay về tình đã thay đổi hoàn toàn. Không lâu sau anh đã ly hôn với vợ rồi mất trong một vụ tai nạn giao thông. Gian nghe xong thì mặt mày ngơ ngác. Anh không tưởng tượng ra được bản thân sẽ thay đổi thành một người như thế. Sau đó, một nhóm người trở về căn cứ địa trên biển. Bên ngoài cứ địa được vây hai lớp tường cao. Tất cả đều để bảo vệ cỗ máy thời gian ở trung tâm cứ địa. Murray đưa White Spice về phòng thí nghiệm trung tâm, bắt đầu nghiên cứu độc tố. Một khi nghiên cứu thành công, thì Murray sẽ giao cho Gian mang về quá khứ sản xuất, với số lượng lớn để ngăn không cho tai nạn này xảy ra. Mà cô vừa nói hết lời thì máy tính đã hiển thị rằng nghiên cứu đã thành công. Hai người nhanh chóng tìm ra ống nghiệm tương ứng. Mà một màn này đều bị con quái vật kia nhìn thấy. Nó đột nhiên trở nên nóng nảy hơn. Cũng trong lúc đó, vô số quái vật đang tấn công vòng vây đầu tiên bên ngoài cứ địa. Chúng điên cuồng bò vào bên trong. Cho dù máy bay không người lái đang xả đạn không ngừng nhưng cũng chẳng ăn thua. Hai bố con Gian nhanh chóng rút lui, họ cần phải lên được trực thăng. Quái vật tấn công rất mạnh mẽ. Chúng đã nhanh chóng tấn công đến lớp tường vây thứ hai. Quái vật đã bắt đầu tập trung tấn công trung tâm quân sự. Cỗ máy thời gian đang lâm vào nguy hiểm. May mắn là chỉ còn vài phút nữa thì Gian sẽ quay về quá khứ. Murray lệnh cho cấp dưới phải bảo vệ cỗ máy thời gian bằng bất cứ cách nào. Ở một bên khác, có một vài con White Spies đã xông vào bên trong phòng thí nghiệm. Chúng giải cứu con quái vật giống đực đang bị nhốt ở đó. Con quái vật này vô cùng hung hãn. Vì báo thù nên nó đã hô hào cho đám quái vật bao vây hai bố con Gian. Hai người chỉ có thể áp lưng vào nhau sau đó nổ súng điên cuồng. Gian ra lệnh cho Murray bắn nổ đường ống dẫn khí khiến cho quái vật bị thương. Nhờ thế nên hai người mới có thể thoát khỏi vòng vây. Khi hai người sắp lên được trực thăng, thì Murray lại trúng mũi tên của quái vật rồi ngã xuống dưới. Gian vội vã nổ súng đuổi quái vật đi. Cũng trong lúc đó, do quái vật đang bao vây quá đông nên trực thăng phải bay khỏi bãi đậu trước. Phi công hẹn gặp hai người ở một bãi đậu khác. Trong quá trình hai người đi đến đó, một chiếc du thuyền đã vô tình đâm trúng đài quân sự khiến cho cả dàn phát nổ. Trực thăng đang đậu ở đó cũng phát nổ theo rồi rơi xuống biển. Hy vọng cuối cùng để họ rời khỏi đây cũng đã biến mất. Murray đã đoán được vận mệnh của mình. Cô vừa khóc vừa nói lời tạm biệt với Gian rồi lấy ra bình thuốc độc đó. Cô nhờ Gian ngăn chặn không để thảm họa này xảy ra. Mà cô vừa dứt lời, thì con quái vật kia lại đến tóm lấy chân Murray rồi kéo cô xuống dưới. Gian thấy vậy thì nhanh chóng nắm chặt lấy tay Murray. Chỉ còn 20 giây nữa là anh sẽ xuyên về quá khứ. Murray muốn ngăn không để Gian xảy ra chuyện nên cô đã chủ động buông tay anh ra. Mà bên dưới đang có vô số quái vật đang chờ đợi cô. Gian không nhẫn tâm đứng nhìn nên anh cũng nhảy xuống cùng. Nhưng giây tiếp theo anh đã biến mất trong không trung rồi xuyên về quá khứ. Tuy Gian chỉ ở tương lai có 7 ngày, nhưng anh lại cảm giác như mình đã ở đó rất lâu. Sau khi anh về nhà nhìn thấy con gái của mình, lúc nhỏ thì nội tâm của anh càng day dứt. Tối đến, anh kể hết những điều đã xảy ra với vợ mình. Anh nói tuy giờ anh có chất độc trong tay nhưng lại không biết phải dùng như thế nào. Bởi vì anh không biết quái vật sẽ xâm nhập trái đất vào lúc nào. Anh chỉ biết lần tập kích đầu tiên xảy ra ở Nga vào năm 2048. Vợ anh nói quái vật phát động tấn công vào năm 2048 không có nghĩa là chúng xâm nhập vào năm đó. Có thể chúng đã xâm nhập vào năm 2046 hoặc 2047. Gian nhanh chóng tìm người hóa nghiệm xúc tu của quái vật. Kết quả khiến họ cực kỳ bất ngờ. Quái vật đã xâm nhập vào trái đất cách đây 1.000 năm. Vị trí của chúng nằm trên một núi băng ở Nga. Gian lập tức thông báo chuyện này cho người phát ngôn của chính phủ nhưng ông ta lại không tin tưởng lời anh nói. Không còn cách nào khác, Gian chỉ có thể tự thành lập một đội quân. Anh dốc hết khả năng để sản xuất số lượng lớn chất độc. sau đó nhờ bố mình lái máy bay đưa họ đến núi băng đó. Sau một hồi thăm dò thì họ phát hiện ra một khu vực có điện từ bất thường. Họ cho nổ khu vực đó rồi cùng nhau xuống dưới kiểm tra. Bên dưới quả nhiên có một chiếc phi thuyền ngoài hành tinh. Gian lập tức cưa phi thuyền ra để đưa đồng đội vào bên trong, chỉ để lại bố anh và Charlie ở bên ngoài canh giữ. Mọi người nhanh chóng tìm đến buồng lái. Ở đây có hai cái xác của người ngoài hành tinh. Vậy là chiếc phi thuyền này đã vô tình trôi dạt đến trái đất. Họ tiếp tục đi kiểm tra thì đến được một căn phòng chứa đầy quái vật ngoài hành tinh. Họ nhanh chóng lấy chất độc tiêm vào trong quái vật. Một thời gian ngắn sau, những con quái vật này lại kêu gào thảm thiết rồi tan biến. Chất độc rất có hiệu quả, nhưng do tiếng kêu của chúng quá lớn khiến cho các con quái vật khác cũng bị thức tỉnh. Lúc này mới tiêm chất độc thì không còn kịp nữa. Đám quái vật lần lượt nhảy ra, có 3 con trong đó nhanh nhẹn trốn ra bên ngoài. Bố Gian dùng súng bắn tiêu một con, Charlie dùng cưa xử thêm một con nữa. Nhưng con quái vật giống được hung mãnh nhất lại trốn thoát. Đồng đội bảo Gian đuổi theo những con quái vật đã trốn ra bên ngoài. Họ đuổi theo những con quái vật chạy dọc theo phi thuyền, nhưng đuổi theo một hồi mới phát hiện cả phi thuyền chứa đầy quái vật đang trong trạng thái thức tỉnh. Trong lúc nguy cấp, một thành viên đã cho nổ cả phi thuyền. Gian ra ngoài hội họp với bố. Hai người bắt đầu đuổi theo con quái vật giống đực đó. Họ nhanh chóng phát hiện ra nó. Quái vật cũng nhìn thấy họ rồi xông thẳng về phía bố Gian. Trong lúc nguy cấp, Gian lái mô tô đâm thẳng vào quái vật. Sau đó hai bố con cùng nhau hợp sức nổ súng về phía quái vật khiến cho nó vô cùng thảm hại. Nhưng bắn một lúc thì quái vật lại biến mất dạng. Tuyết rơi khiến tầm nhìn hạn chế, nên hai bố con chỉ có thể dựa lưng vào nhau để chiến đấu. Đột nhiên quái vật nhảy bổ ra dùng một cái xúc tu đánh bay cả hai người. Hai bố con vội vàng nổ súng nhưng không thể làm gì được nó. Chân của Gian bị trúng một tên. Quái vật xông về phía anh. Gian trực tiếp rút tên rồi đâm ngược vào mắt của quái vật. Bố anh cũng xông qua dùng dìu đâm vào mắt còn lại của quái vật. Quái vật lập tức trở nên hung hãn rồi phóng tên loạn xạ. Gian lấy chất độc ra rồi tìm cơ hội đâm vào tay của quái vật. Cứ nghĩ là cuộc chiến sẽ kết thúc ở đây, nhưng không ngờ con quái vật này lại biết tìm đường sống trong cái chết. Nó dùng miệng cắn đứt cánh tay có độc, sau đó tiếp tục tấn công về phía Gian. Trong lúc nguy hiểm, bố Gian tự cắt lòng bàn tay của mình. Ông định dùng máu để dụ quái vật rồi cả hai cùng nhảy xuống vách núi. Nhưng Gian không để ông làm vậy. Anh nhảy lên lưng của quái vật rồi dùng dao cắt cổ nó. Sau một màn đấm đá loạn xạ, Gian lại đưa ống thuốc độc vào trong miệng của quái vật. Sau khi quái vật cắn vỡ ống thuốc thì mới nhận ra nhưng đã quá muộn màng. Đầu của nó đã bắt đầu tan chảy. Gian dùng sức đá quái vật xuống vách núi khiến nó rơi trúng tảng đá rồi vỡ tan nát. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc. Bộ phim này có tên The Tomorrow War, được ra rạp vào năm 2021. Đây là một bộ phim được dùng hiệu ứng đặc biệt. Có một số người nói rằng bộ phim này có rất nhiều sạn về mặt logic. Nhưng tôi khuyên mọi người khi xem những bộ phim điện ảnh thuộc thể loại này, không cần dùng não, cứ xem cho đã mắt là được rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.